Mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream của thẩm mỹ viện của chúng tôi ngày hôm nay và tiếp tục những câu chuyện của khách hàng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp đến một vị khách hàng đã thực hiện combo mắt và mũi tại thẩm mỹ viện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp chị và trò chuyện với chị nha. Vâng, em xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu cho em tên của mình được không ạ? Chị tên là Đinh Thị Như Hương. Chị Hương. Chị Hương ơi, lý do vì sao mà mình lại quyết định mà đi thay đổi khuôn mặt của mình vậy chị? Tại vì mắt của chị thì nó hơi buồn, chị cũng muốn mình thay đổi một chút xíu cho nó vui lên, nên chị cũng thấy bạn bè đến thẩm mỹ viện của Gang Nam làm chị thấy rất là đẹp, nó rất là tự nhiên, nên chị cũng quyết định đến đây làm mắt. Sau khi làm mắt xong rồi chị cũng qua làm mũi. Mũi của chị trước kia thì chị đã làm được 10 năm ở trên Sài Gòn á. Nhưng mà lúc đó thì nó cũng không có bằng như bây giờ. Chị chỉ làm cái sụn nhân tạo. Thì thời gian 10 năm cái sụn nhân tạo nó biến dạng, nó tụt sụn xuống cái đầu mũi của chị, rất là đau và rất là khó chịu. Thì chị cũng có đến bác sĩ, người bác sĩ cũng có tư vấn đấy là mình không giải quyết sớm thì nó sẽ bị tuột sụn xuống, nó sẽ bị tét cái đầu cánh mũi của chị. Cho nên chị cũng quyết định, vì mình có cái niềm tin là ở thẩm mỹ viện Gang Nam và cái cặp mắt của chị nó rất là hài lòng và tự nhiên, thì chị quyết định là làm lại mũi tại Gang Nam, sửa lại lần nữa. Thì mũi của chị hiện tại giờ là chị sửa được hơn 10 ngày, chị cũng thấy hài lòng với cái mũi hiện tại bây giờ. Tuy nó cũng còn hơi chưa được tự nhiên nhưng mà chị rất là hài lòng với cái mũi của mình hiện nay. Thì thật sự chị có cái niềm tin mà ở thẩm mỹ viện Gang Nam thật sự rất là lớn, vì khi mình đi làm cái gì đó mình cũng cái niềm tin là quan trọng nhất. Chị chỉ sợ là khi mình làm rồi mà mình tốn tiền mà lại không có hài lòng, rồi không vừa ý, thì cái đó là điều đáng sợ nhất. Nhưng mà ngày hôm nay chị thật sự rất là hài lòng với mắt và mũi làm lại tại thẩm mỹ viện Gang Nam. Chị cũng cảm ơn các bác sĩ ở đây và cảm ơn thẩm mỹ viện Gang Nam rất là nhiều cho chị ngày hôm nay được cái tự tin, cho chị cái một cái gì đó nó thay đổi chút xíu mà mình cảm thấy nó hài lòng nhiều. Vâng ạ, nhìn vẻ mặt của chị thì có vẻ là rất là vui, rất là hài lòng, rất là hạnh phúc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón bác sĩ Thuận, là bác sĩ chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện của chúng tôi. Bác sẽ cùng chúng ta phân tích hình ảnh trước và sau phẫu thuật của chị Hương. Vâng, em xin mời bác ạ. Xin chào tất cả khách hàng thân thương của thẩm mỹ viện chúng tôi. Chúng ta lại sẽ gặp lại nhau, cùng với nhau tọa đàm bàn luận những cái câu chuyện về niềm trăn trở cũng như là nỗi lo lắng của khách hàng chúng tôi đã từng làm ở một nơi khác, và sau thời gian nó có những cái biến chứng, có những cái nguy cơ có thể là làm hư cái mũi của mình, đồng thời có những cảm giác rất khó chịu, như là các bạn thấy cái tâm sự của cô Hương từ hồi nãy giờ. Tức là mỗi sáng cổ rửa mặt, cổ cảm thấy cổ rất đau, rất khó chịu. Ngoài cái chuyện là về mặt thẩm mỹ nó không được như mong muốn, thì về mặt cảm giác và sinh hoạt hàng ngày nó vẫn khó chịu vô cùng, đúng không Hương? Dạ, rất khó chịu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là những cái khiếm khuyết và những cái mà gọi là biến chứng theo thời gian của phương pháp mà gọi đặt sống mũi của những các đồng nghiệp của chúng ta làm trước đó. Tất nhiên là nó cũng có mỗi thời điểm nó có những cái đặc thù của riêng nó. Ngày trước thì chỉ có là đặt sống đơn thuần thôi, không có những phẫu thuật mà gọi là cấp tiến như bây giờ, như là những phẫu thuật S-line, những cái phẫu thuật mà mổ mũi để mà một sụn hay tất cả những cái câu chuyện đó, thì sau này nó mới phát triển. Thì được một cái điều là gì, là thế hệ của chúng tôi đi có thể là đi sau một chút xíu, cập nhật kiến thức nhiều hơn một chút xíu và được gọi là đào tạo bài bản hơn một chút xíu, thì chúng tôi sẽ áp dụng những kỹ thuật đó để làm ra những cái sản phẩm tối ưu hơn. Thì trên cái gương mặt này, về chúng ta cùng phân tích về mắt. Cái mắt này cũng không phải là cái mắt xấu, một cái mắt rất to tròn, nhưng mong muốn khách hàng vẫn là một cái mong muốn mà tối ưu trong phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta. Cái điều mà họ quan tâm nhất là gì, họ mong muốn là gì, thì ngoài cái chuyện làm cho đẹp ra, chúng ta phải đáp ứng được cái mong muốn của khách hàng, đó là tiêu chí.
Thì ở đây khách hàng chúng ta mong muốn rằng mắt của mình nó không có cái bờ mi, cái nếp mi nó không có xuống quá nhanh, và nó tạo ra một cái vẻ buồn. Mắt to tròn đẹp nhưng mà hình như là nó có một cái chứa chất một cái ưu tư gì đó trong cái siêu sâu thẳm của tâm hồn mình, cho nên khách hàng muốn cái mắt mình vui hơn, cái đuôi mắt, cái nếp mi ở vùng đuôi mắt đi lên hơn và nó mở rộng ra hơn, thì chúng tôi đã đáp ứng được cái nhu cầu đó của khách hàng như cái hình ảnh mà các bạn quan sát khách hàng hồi nãy giờ khi tái khám. Đó, thì bây giờ chúng ta nhìn lại một tí xíu, có thể là khi quan sát, khi nhìn và xem khách hàng lúc mà tái khám các bạn không để ý kỹ. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn lại, thì ở một cái đôi mắt mới này các bạn sẽ thấy nó khác hoàn toàn, với một cái mắt cũ của khách hàng của chúng ta trước đó. Ở trước đó thì cái đôi mắt, cái mí vùng đuôi nó đi xuống và nó tạo ra cái vẻ mặt cái đôi mắt buồn. Thì ở đây bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh đôi mắt rất là tươi tắn, rất là giàu sức sống, và cái mí nó đi ra một cách tự nhiên. Nếu chúng tôi không cho các bạn xem hình trước đó thì với cái hình mắt hiện tại bây giờ các bạn sẽ không bao giờ biết rằng cô này đã làm mắt, đó là điều chắc chắn, bởi vì cặp mắt này nó rất tự nhiên và rất có hồn và rất hợp với gương mặt của cô này. Đó là tiêu chí thiết kế của tụi tôi design cho một đôi mắt đẹp trên mỗi gương mặt của từng người. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp tục trên cái hình ảnh mũi của cô này. Thì cái mắt thì các bạn đã thấy rồi, thì bây giờ cái mũi này thì chúng ta sẽ thấy bạn làm đã được 10 năm. Bây giờ cái sống này các bạn thấy nó lộ ra và nó hơi lệch về bên phải, các bạn thấy rõ không? Đó, cái điểm góc mũi đây, điểm radius đây, thì ở đây thì bạn thấy rằng nó hơi lệch về bên phải và nó có xu hướng nó đi thẳng lên cái chân này bên phải này chứ không phải là qua phía bên trái này. Đó, là cái điều thứ nhất trên cái mũi này. Cái thứ hai là lộ sống, bắt đầu các bạn thấy cái sống nó lộ ra. Và cái thứ ba là cái đầu mũi, thì xu thế của cái đầu mũi các bạn thấy rằng nó lại lệch về bên trái. Cái góc mũi thì của cái sống thì nó lại lệch về bên phải, tức là nó sẽ đi thêm một cái chiều từ trên này xuống dưới này, đi hướng từ bên phải qua bên trái và nó tạo ra một cái nếp lằn rất xấu ở đây. Các bạn thấy chưa? Nó đã lộ sống ở đây mà đây nó có một nếp lằn rất xấu, nó hằn lên đây. Và cái cánh mũi hai bên không đều nhau, bên này đầy, bên này khuyết. Đúng không cô Hương? Cái cánh mũi bên này đầy, bên này khuyết đó. Thì đó là đầu mũi bị lệch sang trái, gốc mũi lệch sang phải, hướng mũi đi từ phải sang trái và hai cánh mũi không đều nhau do cái hiện tượng lệch cái đầu sống mũi, cho nên tạo một cái rãnh ở cái vùng cánh mũi bên trái. Và cái tiểu trụ các bạn thấy, khi cái tiểu trụ của bên này, con bên này nó sẽ cũng bị do đầu mũi nó đè về phía bên này, nó đè lên cái sụn cánh mũi, cho nên là nó làm cho cái tiểu trụ của chúng ta nó lệch phải và hai lỗ mũi lại không đều nhau. Đó là tất cả những cái khiếm khuyết trên cái mũi này và chúng ta phải xử lý lại để tạo ra cái mũi hoàn hảo, hài lòng như hiện tại. Thì bây giờ hiện tại các bạn thấy sau hơn 10 ngày đầu mũi các bạn thấy rất thẳng, nào chưa? Đầu mũi rất thẳng, hai cánh mũi đều nhau, hai lỗ mũi rất đều nhau, hình hạt châm rất đẹp. Độ lượng sống gốc mũi ngay vị trí chính giữa, nó còn hơi nề nhẹ ở vị trí này do cái thời gian chúng ta làm còn quá ngắn, 10 ngày, cho nên cái vùng gốc mũi còn hơi nề nhẹ. Sau càng về sau thì khi cái mô nó hết sưng viêm thì lúc đó cái da của mình nó sẽ áp sát vào cái sống và nó sẽ ôm sát đây, nó không cao như vậy nhưng mà nó sẽ độ lượng tự nhiên từ cái gốc mũi ra tới đầu mũi. Vùng này là hiện giờ đang là vùng sưng nha các bạn, vùng hơi sưng nhẹ nha các bạn, nó sẽ mất đi trong vòng khoảng thời gian 2-3 tuần nữa. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng gì, cái mũi mới của chúng ta là một cái mũi thẳng thớp, gốc mũi ở ngay đúng vị trí chính giữa, ngay cái vùng giữa, và cái đầu mũi chúng ta cũng ở ngay đúng cái vị trí giữa, không lệch trái không lệch phải, và nó có một cái độ lượng từ gốc mũi ra tới đỉnh mũi gọi là S, hình chữ S gọi là S line, là đường chữ S. Và các bạn thấy ngay hai cánh mũi đều đặt nhau, nó không còn cái hình khuyết như lúc trước mà hồi nãy tôi chỉ cho các bạn nữa. Và chính cái hình ảnh cái mũi hiện tại bây giờ chỉ mới sau hơn 10 ngày mà các bạn đã thấy nó một cái hình dáng rất đẹp như vậy và một cái độ hài lòng của khách hàng của chúng tôi như vậy,
thì các bạn còn ngại gì nữa mà không đến đây để gặp nhau, và chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp cho những cái mũi mà mới làm cũng như cái mũi đã bị tổn thương hư vẹo. Thẩm mỹ viên chúng tôi lúc nào cũng hân hoan chào đón tất cả các bạn để tạo ra những sản phẩm hài lòng các bạn và đem lại niềm vui cũng như hạnh phúc cho các bạn. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của chị Hương đã đến với buổi livestream ngày hôm nay, và cũng đặc biệt xin được cảm ơn những phân tích rất bổ ích cho chúng ta trong buổi livestream ngày hôm nay. Chúng ta cùng chào tạm biệt mọi người. Xin chào.